phim này hay nha mọi người, và clip xong rồi đó ra rạp xem thôi. Ây da, mình giỡn tí thôi. Vô lại chủ đề chính là phim Con Nhót Mót Chồng nhá. Thực sự khi xem phim này xong, lúc đi về thì mình còn cái cảm giác lâng lâng như được là một thành viên trong xóm của Nhót vậy. Cảm giác bồi hồi khó tả và cứ rạo rực trong người. Phim rất biết cách để chọc khán giả cười và đẩy cảm xúc của khán giả lên, và rồi lấy đi những giọt lệ của khán giả. À mà phim sẽ mang đậm chất của người miền Nam nên ban đầu sẽ cãi lộn hơi nhiều, và theo cá nhân mình thấy cãi còn nhiều hơn cả phim Nhà Bà Nữ nữa. Nhưng ngôn từ trong lúc cãi thì sẽ rất nhẹ nhàng và không gây phản cảm cho người xem. Nào cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn nhé. Và mình là Nobi Hèn. Đầu tiên sẽ là nội dung. Phim sẽ xoay quanh về Nhót và bố của Nhót là ông Xỉn. Nghe tên cũng biết là ông Xỉn rất là bợm nhậu và phải nói là nát rượu luôn. Và chính rượu cũng chính là lý do khiến mẹ Nhót mất lúc Nhót mới 7 tuổi. Và từ đó Nhót ra đời sớm và làm nghề trộm vặt. Còn ông Xỉn thì đâm đầu vào nhậu để cho quên sầu. Và chuyện cứ thế đến lúc ông Xỉn nhận ra là con gái mình đã 39 tuổi rồi. Và ông Xỉn bắt đầu đi gả con gái khắp xóm, và ngay cả Nhót cũng sục sôi lên chuyện chồng con vì Nhót bị mãn kinh sớm. Câu chuyện sẽ là những tình huống dở khóc dở cười về việc Nhót tìm ra hạnh phúc của đời mình. Kịch bản rất là đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên nếu gặp phải khán giả khó tính thì sẽ thấy phần đầu phim hơi dài và cãi lộn hơi nhiều. Có một số phân cảnh đầu không nghe rõ lời thoại của chú Thái Hòa nên đâm ra sẽ làm cho các bạn khó chịu. Nhưng bù lại, những biến hài xuyên suốt phim được thêm thắt rất là tài tình và hợp lý sẽ làm cho chúng ta quên đi đoạn đầu mà thôi. Đạo diễn Vũ Ngọc Đản rất biết cách để kể chuyện và dẫn dắt khán giả theo mặt phim. Thoạt đầu sẽ là khung cảnh hài hước, vui nhộn ở một khu xóm với nhiều thành phần phức tạp. Tiếp đến là sẽ đẩy mặt cảm xúc của khán giả lên bằng những cái tình huống bất ngờ, và rồi xoay dịu mặt cảm xúc đấy bằng một cái kết tưởng chừng là đẹp nhưng cũng đầy nước mắt. Nhót trong phim được xây dựng là một cô nàng cá tính, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ gia đình và những người mình yêu thương. Ra đời sớm nên trong cách nói của Nhót có phần hơi thô ráp, nhưng xem những hành động mà Nhót làm thì mới thấy Nhót là người sống rất là tình cảm, biết trên, biết dưới và người luôn mưu cầu thứ được gọi là hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Ước muốn tưởng chừng đơn giản, nhưng ở một khu xóm nghèo thiếu thốn nhiều thứ thì việc cân chi đong đếm từng đồng và chuyện tìm kiếm một chỗ dựa khi Nhót đã bước sang tuổi 39 thì lại là vấn đề nan giải. Nhót nhận thức rất rõ được cuộc sống về những thứ cô muốn, nhưng những sự thật trớ trêu như là một rào cản để khiến cô bước tiếp và tìm hạnh phúc cho mình. Còn ông Xỉn, bố của Nhót, thoạt đầu phim ta chỉ thấy ông ấy rất là bợm rượu, không quan tâm hay để ý đến Nhót, ngay cả tuổi thật của Nhót ông còn không nhớ. Và chính cái lúc mà ông nhận ra con mình đã 39 tuổi thì lúc đấy ông Xỉn đã thay đổi, nhưng chỉ là chút xíu xìu xiu vì lo cho Nhót không có chồng và mình không có cháu để bồng. Nhưng rồi khi mà sự kiện chính ập tới thì ông Xỉn đã biết hối lỗi bằng cách thay đổi. Và ông trời cũng có mắt khi cho ông Xỉn thời gian để sửa đổi. Phải nói chú Thái Hòa diễn đỉnh ơi là đỉnh luôn ấy. Diễn rất là tự nhiên và những chi tiết trên khuôn mặt, từng cách nhấn nhá, nhếch mép cười, miệng xéo sắc khiến cho chúng ta phải cuốn vào theo nhân vật của ông Xỉn. Nếu các bạn xem hết phim rồi thì các bạn sẽ thấy ông Xỉn thực chất không xấu. Mặc dù bề ngoài ông bị gọi là bợm nhậu, nát rượu, nhưng ông sẽ có cách quan tâm riêng cho Nhót từng thời điểm giai đoạn mà sự hy sinh của ông bắt đầu được bộc lộ rõ. Và đến cuối phim, thứ ông mong cầu không phải là đứa cháu để bồng mà được thấy Nhót hạnh phúc và tìm được chỗ dựa sau này. Lúc đầu phim, khi chợt biết Nhót đã 39 tuổi thì ông hớt ha hớt hải tìm chồng cho Nhót, và khi Nhót phải lòng mặt một chàng trai đã có vợ thì ông luôn luôn nhắc nhở Nhót phải làm sao cho đúng, vì đó là cái điều tối thiểu mà với danh chức là một người cha mà ông có thể làm cho Nhót. Vì cuộc đời ông đã quá nát, chính bản thân ông là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ Nhót, nên ông không thể là một tấm gương cho Nhót noi theo, và ông chỉ thể hiện bằng những hành động để Nhót có được hạnh phúc trong đời. Hình ảnh nè, âm thanh nè, ngôn ngữ trong phim được xây dựng rất là thân thuộc với chúng ta, đặc biệt là người miền Nam. Những bạn miền Bắc khi xem phim này sẽ chưa bắt nhịp được với cuộc sống trong phim, nhưng rồi tin tôi đi, bạn sẽ bắt kịp được và đồng cảm các nhân vật trong phim mà thôi. Khu xóm trọ sập sệ nè, những lời nói xéo sắc và cách xử lý của những cái việc chưa rõ đầu đuôi sẽ làm ta thấy khá giống ở ngoài đời. Âm thanh trong phim thoạt đầu sẽ khiến cho các bạn đôi khi nghe không rõ lời thoại, nhưng rồi nó cũng đã được khắc phục. Tóm lại phần này, phim đã làm ở mức gọi là hoàn thành đi, với một bộ phim đặt nặng tâm lý và lời thoại và diễn biến như phim này. Tóm lại, phim Con Nhót Mót Chồng là một bộ phim hay trong dịp lễ này và các bạn hoàn toàn có thể ra rạp và tận hưởng nó, đảm bảo không có phí tiền. Ngoài những tình huống hài hước thì phim còn cài cắm những giá trị giữa các bậc phụ huynh cho con cái, và ba mẹ chúng ta hoàn toàn có thể đi xem phim này để hiểu rõ con cái mình hơn. Mình chấm phim này 9/10 và mình là Nobi Hàng. Hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. See ya!